Cả lăng trận này anh em mình ăn đá nhất đấy. Này càng quá. Không, mình không mang cái gì làm này à? Ở đây đây này đây rồi. Càng quá càng quá. Ôi. Cho nó ngấm vào một tí đã. Ôi, ngấm ra vì à? Thấy chưa kìa? Úi giời. Đấy. Bắn vào mặt hết rồi này. Thôi xong nhiều đi. Thôi nhiều nhá, thôi nhiều đợi nhá. Đâu đâu mình thử. Để làm gì để nó nhảy làm gì? Nhảy luôn nhảy nhảy nhảy. Ôi giời, ôi giời. Đây đi. Mất tài sao đây? Kìm luôn đi. Úi giời, này này. Vớt hết rồi này. Sợ gì? Muốn mà phải lúc. Được con nào thì bỏ con nào thì ăn con đấy thôi. Nào, ăn đi nhỉ. Thôi đi đi, rượu nhá. Này, rượu đây, rượu. Không đủ thì à? Hôm nay ăn đương sơ đấy, ăn to đấy. Rượu mát ý đi. Này, rượu có nữa. Rượu hết rồi. Ôi, ok. Nào, nào, nào. 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 Cá nhảy. Ăn cá nhảy mừng nhà mới nhá. Cá nhảy. Thì mình phải nhảy ở nhà mới nữa. Ăn cá nhảy rồi mình còn nhảy nữa. À. Ôi, mở ra đi tôi anh ơi. Cá nhảy đi. Mở đi, mở vá ra đi, mở đi. Cá hết rồi gì đó. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Sao to thế? Cao to đẹp trai thế. Mình thử muối mì trước nha, thơm nha. Ôi giời, con kia hơi nhỏ đấy, hơi mỏng đấy. Không, thử muối mì thôi mà. À, thế à? Thế à? Ôi giời. Ôi giời, Nhăn, 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 nhăn. Cái gì đây? À, thì à. Thế nào, ngon không? Ngon. Ngon không? Ừ. Nó đâu ném hoặc là sơn về bọn, bên bọn tớ ta. Mới một con à? Ôi dồi ôi, mình thì con. Ôi. 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 Trời ơi, còn thế. Cái này xuống rồi, cái này có quá rồi anh ạ. Ôi. Cái bảo phát mắc này, con bé này sao hơn với mình thế nhỉ? Ôi dồi ôi. Nhân đó. Nhân nó nhìn nè. Thôi mời tất cả mọi người nhá. Con sảy cho nó cảm giác. Xuống ấy. Xuống. Xuống cho anh. Ngon lắm. Ăn đi. Ăn đi. Ôi giời ơi, anh nhảy ác đấy. Ăn mất nhiều không? Ăn một miếng cho gì này. Cho đủ đúng không? Nhả cái cũng phải miết đây. Ui giời ơi, miết đây. Ngon không cho anh? Ngon là nhồi nữa. Thì chơi, chơi. Đấy. Cái quần tài thì con á. Ừ, cơ đó. Căng thế. Dài quá nhỉ. Dài không? Cà chua là xuống rồi. Dài, cà chua già rồi. Có cái chú ăn giống không? Ngon không? Đắng. Đắng à? Mật, chắc là đắng mật đúng không? Thế chú còn lại hỏi món ăn bịa nữa. Không phải chê lắng nữa rồi. Chú hám rượu rồi. Hám này, hám này, hám này. Làm một chiếc rượu lỏ luôn đi. Chú hám trước nhá. Hám đi. Mời chú lên đi. Mời tất cả anh em nhá. Đầu nó cháu vừa xong rồi cho anh ạ. À, phần đuôi à? Cháu cắt phần đuôi. Ăn đuôi à? Đuôi đi. Thế này nó mới tơ chứ. Rồi mời tất cả anh em nhá. Úi dồi. Con này dài lắm. Con này như sinh à... 85 83 chắc có khi hơn đấy. Hơn đấy. Hơn. Con này 83 đấy con kia này. Vớt ơ thì rồi kém đi. Mình dài lắm nhưng mà mình cũng không dài bằng này đâu. Vâng, mời các bạn em. Con này dài thật, dài xuống mà. Nào ăn đi. Ăn đi. Mạnh bây giờ thôi. Xuống lắm. Con của mình đâu nè. Nớp ở đâu đấy? Ngon rồi, đây rồi. Hoa ban làm cái gì như thế đấy? Có một con cá trong này nhưng mà đang ôm nó như trong này này. Dài quá nhỉ. Được. Dài quá. Thế động đời rồi đấy. Tuyệt vời đấy. Máu me trên mặt kìa. Kìa. Ơ đâu? Ơ đấy. Cam trong. Ủa ôi bác Khánh, ăn đi mạnh lên bác Khánh ơi. Bác Khánh tuyệt vời. Răng khỏe thế. Rót rượu đi, rót rượu cho bác Khánh ăn rồi mà. Ăn thì kiểu con cắm mập ấy.
sắp rơi ra hốt lên cho nó rơi tọt vào. Con cá chép kìa, ai lấy con cá chép kia luôn kìa chưa? Chép mình. Vẫn có cá nhá. Cá thì này chặn bên dưới này. Ôi có thấy con nào đâu? Đây này. Ôi trời ơi, anh ơi, con bé tí. Sợ người ta ăn mất của nó nên nó om đi thế đấy. À thế à? Chiều nó thôi nhỉ. Con này chắc là con ngon nhất à, không ăn. Sao phải om đi lâu thế? Con này vừa với em. Vừa đúng không? Ngon nhất đúng không? Ơi, không tí tao con này đấy con à. Chú Vinh chơi con to thế. Nhìn bác Khánh ăn rồi mình thèm từ nãy rồi. Bắt nữa. Bắt cá, cá hôm nay toàn con to không, mày không được con nhỏ con luôn. Bông quay rồi thì mình ăn đầu rồi. Mình ăn đầu rồi. Bác Khánh ăn, mấy bác Khánh ăn đuôi nó dài quá, mình ăn đầu á. Thôi mời anh em ăn tất cả mọi người nhá. Hả? Ừ. Gầm gầm. Không cớ lại nữa đúng không cho anh? Vâng. Mình ăn này. Mời cả mọi người nhá. Mời đi. Ôi trời ơi. Tuyệt vời. Giòn không em đúng? Dai giòn sứt sứt. Ngon. Dai. Ăn đầu nó giòn hơn anh đúng ạ. Ăn đuôi nó dài lắm. Ngon lắm, ngon nước lắm. Ngon sống mà. Chỗ ăn đây. Anh. Sao? Ôi cho mùi và lánh nó ra đi. Cho mùi và tiếp đi hoa đi. Ok. Công mình nhá. Bây giờ thế nào? Bây giờ cắt ra hay là lịch đi thôi? Công thằng Công đâu? Ăn lâu. Ăn lâu. Ôi dồi ôi, quý hóa quá nhở. Thôi cứ gì thì anh em thấy thông cảm nhá. Vâng vâng. Cho anh thông cảm nhá. Thôi không có gì. Cháu ăn đầu nó nhá. Ok. Trời ơi. Con này bé tí. Con đủ các cơ nè. Ôi ác. Ôi dồi máu mẹ. Đi sang bên kia chứ. Đây. Ôi anh Khánh đây. Ô, chú thơm ăn đâu rồi mình ăn đuôi đúng không? Em thơm lên hai bên vào nhá. Em ăn lá này vào đi. Lá phát ban mình hám đi. Nhá, có chứ được một con rồi đấy. Có thể cái bụng. Bụng thì ai đen thì ăn. Bụng thì bỏ ra thôi, bỏ ra để ăn. Nó có trứng ấy, nó có trứng. Ồ thế nhỉ? Con này nhỉ. Ôi bác anh sao ăn thế kia? Ừ. Ăn thế tự rồi chứ. Bù ra cho anh đi, sao là cho anh ăn đấy. Ăn đi kia. Tưởng đi vòng sang bên này là mình thoát được bụng rồi chứ vậy. Không có đuôi nó vùng vẫy quá. Mình hám nó một tí. Hám gì? Chú anh tưởng là đi theo lịch này thì đến phần chú là phần đuôi cơ. Máu nó tải ra hết rồi kìa. Thôi máu căng hết. Ôi dồi ôi, pịa. Đấy, to mày hết. Có cả pịa. Rút ra vào đấy, ăn sướng chưa? Ôi trứng này. Thôi bỏ trứng ra không ăn được trứng đâu. Trứng tanh ăn. Trứng tanh. Đừng bỏ ra. Đừng bút nhá. Trứng nó tanh lắm. Ơi cho ra này để chú làm. Không ăn đi. Trứng nó hơi tanh rồi. Trứng tanh rồi. Bỏ ra cho một cho tôi. Thôi rồi sẽ cho mà. Anh em mình cứ lôi ra luôn thì nữa phải chia họ nữa. Ôi rồi. Chia ba ra luôn. Chia ba ra đi. Chia hai ra. Chia hai ra. Đấy. Đây của chú đây. Vâng. Nào chú có phần của mình nhá. Trứng cũng ăn luôn. Nó mình ăn rồi mình sẽ đi cho vào bếp về. À. Đâu. Mời anh em nhá. Rồi, chiến. Cắt cơn luôn. Làm lò lên. Rót rượu đi. Đâu ta rượu đâu đã Khánh. Đây. Rót rượu đi. Cái này không hãm rượu vào được là không được đâu. Không là tanh đấy. Đây. Mình có rượu rồi mình mới không có tanh thôi. Đây miếng của mình đây. Mình sẽ ghém ăn. Ghém ăn ạ. Đấy. Càng thế miếng đấy chú anh hình như là cái quả đấy quả lâu đấy cháu. Quả đấy. Quả đầu nó xương cứng luôn. Đấy. Cái của cháu cắn đầu tiên ấy miếng này bé tí. Chú thơm này. Ủa, bé đấy. Ghém ăn. Bé sao nào. Hơi bé đấy. Quả cháu cắn quả đầu kia căng thật. Xương toàn xương không ấy. Rượu. Cho quả nho vào luôn. Cho hạt nho vào. Hám vào đi. Thôi hám đi. Rượu vào. Chưa có à. Đây chén này luôn này. Rượu.
Rượu. Rượu. Rượu. Và bạn cố câu được nhá. Ok. Hết bao rồi. Cá hôm nay được ít quá nhỉ? Con này công nhận ngon tơ cho chưa, anh. Chưa đủ thẻ, chưa đủ no đúng không? Chép mà. Cá chép đúng công nhận. Ngon hơn cá trôi. Cá chép này. Cá trôi nó dai. Cá trôi nó giòn lắm. Cá trôi này nó dai cái da của nó ấy. Nó toàn ké mất rồi. Không có cá à, ngay bây giờ thử chéo được ấy không mà. À, hết luôn. Ừ. À, bữa đấy chú anh cũng thái cái này là. Không. Để cháu ấy. Dọc cỏ hám. Ừ. Hết luôn rồi. Giòn chứ. Còn nữa. Còn già còn giòn mà. Già còn dài đúng không? Ừ. Giòn. Càng già càng nhiều nước. Vừa lụt nhẹ nhân này. Hết thạch nhỉ. Nhân này vừa khít. Nhân vừa khít. Vừa đủ no nhờ. Vừa đủ no. Mọi người ăn thôi. Coi nó ngon quá. Mình nếu mà đầy đủ no thì một con cá. Ô, còn con tôm kia không biết ai ăn mất nhỉ? Không biết đâu. Tôm nào? Không có con tôm mà. Chưa được bụng ai à? Có một con tôm à? Có một con tôm à? Bụng hoa ban rồi. Nói thế mất quan điểm quá nhỉ? Hoa ban cầm vào. Đâu không được con nào, nó không cắn nào hoa ban. Tốt nhất ông bỏ tay ra thì khả năng là ông cầm vào nó đen đấy. Cầm như thế nó không ăn đâu. Thật, phải cắm cái nhỉ? Nó vẫn ăn nhưng mà nó giật ít quá nhỏ. À thử, nó vẫn ăn cắn đấy. Là hết ông run quá. Rồi bây giờ là cái này bọn mình đã ăn hết sạch sành xanh rồi. Xong, anh em mình ăn sướng nhờ. Sướng nhờ. Cho no. Cái này là phải tầm 2-3 con nữa thì đủ no nhỉ. Nó no đến tận cổ luôn rồi. Được không câu được. 2 con được. Nữa. 2 con nữa. Ôi thằng này con ăn thì cho vào mồi to thế thì làm sao nó ăn được. Rồi mình xin phép được kết thúc video của mình tại đây nhé mọi người. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Chào các bạn rất là nhiều. Rồi.